bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cái là món cháo gừng thịt băm nhé. Khi các bạn bị lạnh bụng hay nôn ói tiêu chảy thì đây là một trong những món ăn sẽ rất là tốt đối với sức khỏe. Thành phẩm của mình vừa mới làm xong đấy ạ. Mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Đây các bạn, để nấu cháo nhé thì mình xin chia sẻ với các bạn. Cháo thì các bạn chuẩn bị cho mình trước tiên là gạo tẻ. Các bạn cho mình 2 lắm gạo tẻ và 1 lắm gạo lếp ạ. Thì cháo sẽ sánh và ngon nhé. Để cháo nhanh chín các bạn sẽ ngâm qua cho mình khoảng 3 đến 4 giờ nhé. Mình sẽ vo cái phần gạo này đi. Các bạn cho nước vào cho mình và mình sẽ vo cái phần gạo này nhé. Gạo khi mình đã vo xong rồi, các bạn sẽ cho nước vào để mình ngâm nhé. Cho nước thoải mái vào ạ. Các bạn cho mình vào đây vài hạt muối để mình ngâm thì gạo nó sẽ không bị chua. Và các bạn ngâm cho mình để nấu cháo sẽ nhanh hơn. Nếu mà chúng ta không ngâm ấy, thì nấu cháo sẽ lâu ạ, lâu nhừ nhé, vì hạt gạo lâu lở ạ. Khi mình ngâm cái phần gạo đã lở ra như thế này nhé, các bạn sẽ bỏ cái phần nước chua này đi cho mình ạ. Để mình trắng bằng nước khác, sau đó thì mình cho vào nồi để mình nấu nhé. Đây ạ, mình đã vo lại cái phần gạo, đổ hết cái nước kia đi rồi các bạn nhé. Bây giờ các bạn có thể nấu bằng nồi hoặc là bình thường trên bếp ga hoặc bếp từ, mà các bạn cho vào nồi cơm điện mình nấu thì rất là tiện nhé. Đây ạ, mình chuẩn bị cái nồi cơm điện và mình cho gạo vào đây. Gạo, nước các bạn cho vào cho mình nhé. Khi nào sôi thì mình sẽ hé vung ra, các bạn sẽ ngáng cái đũa vào vung là được ạ. Gia vị thì mình sẽ cho sau cũng được nhé. Các bạn cứ ninh phần gạo để cho nó mềm ra đã nhé. Đợi cháo thì các bạn chuẩn bị cho mình thịt nhé. Thịt các bạn dùng thịt thăn ạ, hoặc là thịt mông là nguyên nhé. Để mình làm cháo này ạ. Sẽ thái cái phần thịt này ra để băm nhỏ vào nhé. Với người đang bị đau bụng, lạnh bụng, nôn ói thì tiêu chảy thì chúng ta nên dùng phần thịt lạc nhé, không vận dùng thịt có dính mỡ các bạn ạ. Cái phần thịt này tùy theo sở thích của gia đình chúng ta, nếu mà mình thích ăn nhiều thịt thì mình sẽ cho nhiều nhé, còn không có thì mình cho độ 200g thịt là đủ rồi. Các bạn sẽ băm nhỏ. Các bạn sẽ sau cho vào cháo cho mình nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một mẩu gừng. Và mình cũng cần có gừng nhé các bạn nhé. Vì khi chúng ta bị lạnh bụng, gừng sẽ làm cho ấm bụng lên. Và gừng sẽ giúp chúng ta giảm tình trạng bị tiêu chảy đấy ạ. Gừng có tính năng kích thích tiêu hóa và chống viêm và làm giảm đau nhé. Vì thế có thể giúp chúng ta giảm cơn đau bụng ạ. Nó còn giúp chúng ta giảm co thắt cơ nhé.
Các bạn có thể là mình cho vào cối mình giã ấy, thì phần gừng này nó sẽ nhỏ mịn nhá. Cho gừng vào cối các bạn giã nhỏ ra cho mình. Đây ạ, gừng giã như thế này là nhỏ rồi các bạn nhé. Nguyên nhân thì thường gặp ở khi đau bụng chúng ta có thể là ngoài ra gừng còn có thể giúp làm dịu dạ dày và giảm khó chịu nhé, do đầy hơi và khó tiêu ấy, buồn nôn và tiêu chảy, cho nên gừng là một trong những giải pháp rất là tốt ạ. Khi nồi cháo sôi thì mình thường hay ngáng cái đũa như này các bạn ạ, để tránh cái tình trạng bị trào nhé. Đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần thịt băm vào. Gừng các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Mình vét phần gừng vào. Cháo đặc các bạn sẽ phải pha thêm nước ạ. Như thế này nó có đặc nhé. Giờ các bạn sẽ cho gia vị vào cho mình, muối để cho hợp với gia đình nhà mình nhé, hạt lêm, bạn nào ăn bột ngọt có thể cho ạ, hạt tiêu, các bạn thử xem nồi cháo của mình chín chưa nhé. Như thế này là cháo đã chín rồi, lêm nếm xem vừa chưa, chưa vừa các bạn sẽ cho mình một ít nước mắm nữa ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều lên. Nếu mà thích ăn rau thơm thì ta có thể là múc ra và mình cho các loại rau thơm vào nhé. Rất là ngon cháo. Đây các bạn đã chuẩn bị cái tô và mình cho phần cháo ra nhé. Thành phẩm của mình sau khi làm xong ạ, các bạn có thể cho thêm một ít rau tía tô vào hoặc là hành tùy theo nhé. Các bạn thích like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.